Hello, xin chào anh chị lại tiếp tục đến với kênh Hiếu Cá Cảnh. Thì hôm nay là em sẽ tập trung một dòng cá thôi, đó chính là dòng Corvid Ear. Một dòng Corvid Ear thôi anh chị. Và hôm nay là em sẽ có hai cái vấn đề mà em muốn chia sẻ với anh chị. Cái vấn đề thứ nhất là em sẽ hiện tại là ở trại của em là em lên máy Corvid Ear full hai tay rất là nhiều luôn. Cả cả máy viết bông và máy gen full hai tay rất là nhiều, nhưng mà có một cái là cái trống, con trống của em thì nó lại thiếu, trống thì thiếu rất là nhiều, cho nên là em sẽ hôm nay đó, em trong cái clip này thì em sẽ bán máy, bán máy lẻ cho anh chị với cái giá rẻ hơn bình thường rất là nhiều luôn. Cả cả máy gen lên hai full hai tay và con máy máy viết bông đó, máy viết bông rất e lên full hai tay thì em cũng sẽ bán rẻ cho anh chị hơn bình thường rất là nhiều. Và cái vấn đề thứ hai, nếu như mà những anh chị nào vẫn chưa có mà rõ về cái dòng Corvid Ear này á, thì em chỉ có thể nán lại cái video này một chút xíu, để em hôm nay là em sẽ chia sẻ với anh chị thật là thiệt tình luôn về cái dòng cá này hiện tại là nó nằm ở trong cái vị trí nào của thị trường và nó có giá trị như thế nào, và mình lựa, cách mình lựa những con giống như thế nào, mình đi mua cá, mình lựa cá như thế nào. Nói chung là em sẽ chia sẻ cơ bản một chút xíu về những cái hiểu biết của em về cái dòng cá hiện tại này, cái dòng cá đẹp hiện tại này trên thị trường. Hiện tại Corvid Ear bên em á, là em bán là cá gen á, là máy lên full hai tay là 250 một cặp, còn đối với mà máy mà lên full lưng là 500, còn lên super red cái kiểu là khoảng 1 triệu anh chị. Và còn con máy rip bông á, là nó có dao động từ 800 ngàn cho đến 1,8 triệu, là tùy theo cái tay bơi ngắn dài và tùy theo cái độ đẹp của nó. Là đối với cái dòng máy rip bông thì, nhưng mà hiện tại bây giờ là em lên máy rất là nhiều luôn anh chị, em có máy rất là nhiều, là nhưng trống của em thì lại rất là ít, em không đủ trống để em bán heo cặp cho anh chị, cho nên là em quyết định là em sẽ bán lẻ máy. Và anh chị biết là cái dòng Corvid Ear này, con máy là nó giá trị nó ví dụ như một cặp 250 đi, con trống thì nó tuy là trống full luôn á, nhưng mà con trống nếu mà anh chị mua lẻ người ta bán là 40-50 một con thôi, giá trị nó còn, giá trị còn lại là nó sẽ nằm ở trong cái con máy hết. Còn nếu hôm nay em bán lẻ cho anh chị thì em sẽ bán một con máy sẽ là, nếu mà con máy gen là 150 một cặp, em xin lỗi, 150 một con máy gen anh chị, lên full hai tay đầy đủ ngon lành luôn, là 150 một con. Còn đối với con máy mà lên full lưng em từ 500 ngàn một cặp thì em hiện tại là em sẽ bán là 350 một con máy full lưng. Còn đối với loại rip bông á, thì nếu như mà anh chị mua máy lẻ không á, thì từ loại từ 800 cho đến 1,8 triệu á, thì em sẽ bớt là 200 hết. Nếu mà anh chị mua lẻ máy không á, thì em sẽ bớt là 200 ngàn cho mỗi loại. Thì cái này nó có nhiều giá, cái loại rip bông này thì nó có nhiều giá tính theo cái độ đẹp và cái độ tay bơi của nó nữa, cho nên là anh chị có thể là nhắn tin qua số Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em để em tư vấn thêm về cái loại rip bông này. Thì cứ em bán lẻ máy thì em sẽ bớt 200 ngàn, đó là không bán trống là em bớt 200 ngàn cho anh chị. Anh chị có thể inbox em trao đổi thêm. Còn trống thì hiện tại là em đang rất là ít, nhưng mà em sẽ cố gắng là em cung cấp cho anh chị. Ví dụ như mà anh chị mua 5 máy hay 10 máy gì đó thì em vẫn phải kẹp cho anh chị 3-4 con trống để mà nó về nó mới đạp được chứ, đúng không ạ? Thì em sẽ cũng sẽ cố gắng em ra nhiều trống cho anh chị. Cho nên tại vì em ít quá cho nên em mới bán theo cái kiểu là máy lẻ đó, và em chỉ bán là trong vòng 1 tuần lễ thôi nha anh chị. Em chỉ bán trong vòng 1 tuần lễ thôi. Khi nào mà đó trống em có được nhiều rồi đó thì em sẽ bán theo cặp trở lại. Thì còn cái anh chị hỏi là cái bộ gen nó có tốt hay không, giống nó tốt hay không, thì cứ mỗi lần mà em quay về Corvid Ear thì em có hay show những cái hồ em đang nuôi cho anh chị xem, thì anh chị nhìn vào đó anh chị có thể đánh giá được là cái bộ gen nó tốt hay không. Thì anh chị thấy là đa số những cái hồ mà tệ nhất cũng phải là lên 50% nó lên tai. Nếu mà nó mít đầu thì là mít đầu luôn, còn nếu nó đã lên đầu rồi thì hầu như là nó phải lên tai hết anh chị.
có hồ là nó đã lên 100%. Đó em khẳng định với anh chị là có hồ nó lên 100% lên tay luôn. Thì cái bộ gen đó em không có dám nói là tốt nhất, nhưng mà anh chị có thể xem những cái hồ mà em đang show cho anh chị xem đó, thì cái tỷ lệ mà nó lên như thế nào. Đây là cá này là em chưa có bắt ra, em vẫn nuôi từ nhỏ đến lớn luôn, và cái tỷ lệ lên đỏ rất là nhiều luôn anh chị. Anh chị có thể xem và anh chị tham khảo và cái bộ giống của em như thế nào. Dạ rồi, sau cái phần mà em rao bán cá anh chị, sau cái phần em rao bán cá thì đây sẽ là cái phần mà em sẽ chia sẻ với anh chị một chút xíu về cái dòng cô đất y này. Thì nói chung là thật sự ra em bán cá anh chị, thật sự là em bán cá thôi. Thì em chỉ cần em lấy điện thoại em quay cá thôi là được rồi, em không có cần phải đưa cái bản mặt của em vô làm gì hết á. Em chỉ quay bán cá thôi là được rồi. Nhưng mà em suy nghĩ như thế này nè, là nếu mà em quay cá không á, em quay cá không nhiều, anh chị vào kênh anh chị coi riết anh chị sẽ ngán lắm. Thực sự chị coi riết anh chị ngán lắm. Cho nên là nhiều khi em nghĩ là nếu như mà em chèn cái bản mặt của em vô lâu lâu nha, em chèn cái bản mặt của em vô và em đứng em chia sẻ với anh chị ở em đứng em nói chuyện với anh chị như thế này nè, nhiều khi nó anh chị lại thích hơn, nó có sự thay đổi trong cái video của em chị lại thích hơn. Đó, mà nhiều khi em chia sẻ như thế này thì anh chị nhìn vô anh chị thấy nhiều khi cái thằng này thấy nó cũng được cái này hay kia. Anh chị nhiều khi nó lại tạo cái sự tin tưởng cho anh chị hơn, tại vì em bán cá trên mạng mà anh chị, bán cá trên mạng mà, nói chung là anh chị mua cũng trên mạng luôn, thì mua là chủ yếu là lòng tin qua lại với nhau thôi. Nhiều khi em đưa cái bản mặt em lên như thế này, anh chị lại cảm thấy là có cái sự lòng, có sự tin tưởng ở trong đó, đúng không ạ? Sự tin tưởng ở trong đó. Nhiều khi là có một số anh á nhắn tin với em là nói là tại vì anh thấy em trên mạng nhìn cũng có vẻ dễ thương dễ mến, thì anh chị quý em, anh chị muốn ủng hộ em. Nhưng em thấy vậy hả, nó em thấy vậy cũng ok, cho nên là em nghĩ em lâu lâu em sẽ chèn cái bản mặt của em vô một chút xíu cho anh chị. Nếu mà anh chị cảm thấy như vậy là ok thì anh chị có thể comment phía dưới, hoặc là nếu mà anh chị cảm thấy đừng có chèn cái bản mặt vô làm gì hết thì em sẽ quay cá không cũng được. Nếu mà như vậy thì anh chị có thể comment phía dưới để cho em xin cái ý kiến, cho em xin cái ý kiến nha anh chị. Dạ rồi, thì cái con coi đất y này á là một cái dòng, những dòng mà nó lâu lắm rồi anh chị. Thì ngày trước á thì nó chỉ như thế này, nó chỉ là con cá coi đỏ, mà nó chỉ là cái đầu nó là nó chớm môi như thế này thôi, con cá coi. Nhưng mà theo cái nhu cầu thị trường á, mà những cái người lai tạo người ta làm càng ngày càng đẹp, những cái trại á người ta làm càng ngày càng đẹp, con cá nó càng ngày cái màu của nó lên càng ngày càng nhiều, lên tai luôn, lên cả cái tai bơi của nó, và thậm chí có những con mà full lưng, full hết cả người luôn, những con super red á. Thì nói chung coi đất y là nó chỉ là con cá coi tai đỏ thôi anh chị, còn coi đất y dịch ra là con cá coi tai mà tai đỏ thôi. Thì cái con cá này nó là dòng trong những dòng cá cổ rồi, nhưng mà nó vẫn giữ giá rất là ghê luôn chị. Những cái dòng cá khác, ví dụ như mà những dòng cá mới á, thì nó có mặt trên thị trường một thời gian thì nó sẽ từ từ nó sẽ xuống giá. Giá lúc đầu rất là cao tại vì nó hiếm và nó mới. Khi người ta làm nhiều ra rồi thì từ từ nó sẽ xuống giá thôi. Dòng nào cũng vậy cả. Nhưng mà đối với cái dòng mà coi đất y này á, là nó giữ giá rất là lâu luôn anh chị, giữ giá rất là ghê luôn á. Một trong phải nói là trong những dòng phải nói là giữ giá kinh khủng nhất. Giá nó cứ có thể nó không còn giữ được cái giá như ban đầu nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ nó cũng là cái giá cũng khá là cao, vẫn cứ giữ giá bình như vậy hoài luôn anh chị. Tại vì cái dòng này người ta chơi theo cái kiểu là lên tai anh chị, nó lên cái màu đỏ nhiều là nó sẽ còn càng có giá trị. Mà dòng này mình nuôi á, là đâu phải là con nào trong một cái hồ đó đâu phải con nào nó cũng lên tai được như vậy đâu. Nó có con có con không, cho nên là nuôi nó ra nó nói chung là nuôi ra nó khó, nuôi ra nó khó. Về cái việc mà chọn cá chọn giống thì những anh chị nào mà nuôi về lấy thấy đẹp, nuôi về để chơi thôi á, thì đó em không nói.
Nhưng mà đối với đa số nha anh chị, đa số như mình thì mình lấy cá về thì mình cũng muốn là sau cái đời con đó, cho cái đời con nó sẽ đẹp giống như cái bố mẹ của nó. Bởi vì như anh chị mà cứ hỏi hả, anh chị thường anh chị hay nhắn tin cho em á, là anh chị hỏi là cái bộ cá nó tốt hay không, cái máu nó tốt hay không, bộ giống nó tốt hay không. Thì đương nhiên em là người bán mà anh chị, em là người bán thì đương nhiên, và em nghĩ là những người bán khác họ cũng đều nói là cái bộ giống của họ tốt, ok, good job, đúng không ạ? Không ai mà đi nói mà cái bộ cá tôi là bộ cá xấu hết trơn á, không ai nói hết đó. Cho nên chị mình lựa như thế nào, nếu như mà như anh chị có điều kiện, nếu anh chị mà có điều kiện thì em khuyên các anh chị là anh chị nên đến tận trại của họ đó. Về đối với riêng cái dòng Corvette E này nha, anh chị hãy đến tận trại của họ, anh chị xem. Cái thứ nhất là anh chị có thể là anh chị tham quan, anh chị xem được cái cách nuôi của họ, và cái để anh chị về anh chị nuôi nó cho nó hợp, tại vì nuôi cho nó hợp với con cá của mình mới lấy về đó. Và xem cái cách nuôi của họ. Cái thứ hai nữa là anh chị mình phải xem được trong cái hồ của họ đó, trong cái hồ của họ là anh xem được cái bộ giống của họ nó lên tay như thế nào. Ví dụ như trong một hồ đó, một cái khay như thế này đi, nó nuôi khoảng 100 con cá, thì 100 con nhưng mà chỉ có vài con lên tay thôi anh chị, có vài con lên thôi, thì sự là cái tỷ lệ nó lên rất là thấp luôn. Và người ta lấy là những cái con mà full đó, những cái con mà có vài con đó, người ta lấy người ta bán cho anh chị, thì anh chị mua về thì đương nhiên là cái tỷ lệ của nó sẽ lên rất là thấp. Như em mà đi lên lựa giống thì thường là em sẽ đến tận nơi và em xem được là những cái con cá mà Corvette E đó mà sai, hiện tại bây giờ sai tầm 1 tháng cho đến 2 tháng là cái tỷ lệ anh nhìn trong hồ đó, cái tỷ lệ nó lên nhiều hay không. Nếu mà anh chị thấy đỏ hết cả hồ luôn, con nào hầu như con nào cũng lên tay hết, thì anh chị nên lựa cái loại đó, cái bộ giống đó anh chị đem về chị nuôi. Sai tầm khoảng 1 tháng đến 2 tháng mấy thôi. Thậm chí là nó không, em không cần yêu cầu nó là phải full tay mới được, nhưng mà anh chị em nhìn trong cái hồ đó, anh nhìn trong cái hồ đó mà hầu như anh chị em của nó con nào nó cũng lên hết, tỷ lệ nó càng lên càng nhiều, hầu như 70-80% mà nó lên tay hết luôn, thì cái hồ đó là anh chị đem về anh chị nuôi là cái tỷ lệ lên cay rất cao, lên tay rất cao, và cho cái con cá đời sau cái màu và nó rất là đẹp luôn. Chứ mình bây giờ mình không biết á, ví dụ như một hồ đó 100 con mà lên có vài con thôi mà người ta bắt ra, tuy thật sự nó rất là đẹp luôn nha, có nhiều con rất là đẹp lên rất là ok luôn, nhưng mà cái hồ đó chỉ có vài con lên thôi, người ta bắt ra người ta bán cho anh chị, thì sau này nó sẽ không có lên được nhiều, tỷ lệ nó rất là thấp luôn đó. Và hiện tại bây giờ anh em mình á chơi cá mà Corvette E á, thì thật sự ra những con cá mà tỷ lệ lên nhiều á là hiện tại bây giờ người ta làm nhiều lắm rồi, rất e á, bây giờ ra cũng khá là dễ anh chị. Tỷ lệ mà ít nhất bây giờ hiện tại bây giờ tệ nhất anh chị cũng phải là lên được 50% trong một bầy, tỷ lệ phải lên 50% là tệ lắm rồi đó anh chị. Nếu mà anh chị muốn tốt hơn nữa là có bầy có thể là 80%, 80% đổ lên. Như cái hồ của em thì em cũng hay show cho anh chị xem, thì có hồ là có thể là lên 100% luôn, tỷ lệ lên như vậy. Thì hiện tại là bây giờ anh em mình làm ra con cá nó cũng rất là ok rồi đó. Và thậm chí bây giờ có những trại người ta đã lên là con cá Finchi, rip bông Finchi tao bị bấm, thì em cũng chia sẻ một chút xíu về rip bông, về Corvette E, thì tại sao con gen nó lại mắc hơn, nó lại rẻ hơn con rip bông rất là nhiều luôn. Thì anh chị biết là cái con gen á nó chỉ đẻ ra được con cá gen thôi, còn con cá rip bông á nó phải đẻ ra được con gen và con rip bông. Thì những một số anh có thể là nói lại em là anh nuôi gen mà nó gen nó cũng có thể đẻ ra rip bông vậy, nhưng mà thật sự với anh chị em chia sẻ với anh chị luôn là em nuôi cũng mấy năm rồi, và em nuôi cũng cả ngàn hồ cả ngàn khay rồi, thật sự là như vậy. Mà em chưa bao giờ em thấy là con gen mà nó đẻ ra con rip bông hết á, có thể là em không để ý tới thiệt, có thể là em chưa thấy thiệt, nhưng mà thật sự là em chưa thấy bao giờ luôn á, em không để ý hay sao đó, hoặc là em không có may mắn để em được thấy đó. Cho nên là có thể là nó có nha anh chị, nhưng mà nó cái tỷ lệ nó
rất là hấp luôn. Cho nên là con cá riết bông nó mới có giá trị cao hơn con sen gấp mấy lần như vậy. Đối với con riết e riết bông á thì nó đến 1.000.000 một cặp, à, em bán cho anh chị. Nhưng mà đối với cái con cá mái á, thì con mái gen á thì lại có 250.000 thôi. Đó là do là như vậy. Thì một số anh chị cũng hỏi là tại sao lại show mái không vậy mà không show trống. Thì em cũng chia sẻ với anh chị để anh chị biết xíu là ví dụ như đối với cái dòng BDS đa số dòng mà chơi mà kiểu như đuôi và lưng á, ví dụ như HB Red Pro nè, Full Red BDS, Full Red rồng đỏ, đa số những cái dòng mà người ta chơi theo cái kiểu nhìn ngang á thì đa số là người ta chỉ show trống thôi. Đó, người ta show trống máy người ta ít show lắm, trừ khi mà máy người ta rất là đẹp người ta mới show. Đó là chơi lưng với đuôi là người ta sẽ show trống thôi. Còn đối với những cái dòng mà như là full gold hay là những cái dòng như Corex E này nè anh chị, hay là Jumbo, full gold, Corex E và những cái dòng Finsi á, thì người ta sẽ là người ta show máy thôi, người ta không có show trống. Đó, đa số là như vậy. Ví dụ Corex E, tại vì con trống á, đối với cái Corex E là con trống là khi mà anh chị đã mua là Red E là anh chị mặc định cho em là con trống, là người ta sẽ gửi cho anh chị là con trống full, con trống full option luôn, là nó full hai tay, nó full lưng luôn. Đó là con trống full option luôn, mặc định là như vậy. Đó, anh chị phải mặc định trong đầu là như vậy, cho nên người ta chỉ show máy thôi. Ví dụ con em mà gửi cho anh chị là con máy full hai tay thì chắc chắn em sẽ gửi cho anh chị con trống full option rồi. Đó, và cái giá trị là nó sẽ nằm hết ở con máy. Thật sự là cái giá trị con trống nó chỉ kèm theo thôi, nhưng mà tuy là kèm theo nhưng mà con trống phải trung bộ nha, nó cũng phải đẹp, phải trung bộ thì nó mới cho cái bài con nó đẹp được. Nhưng mà đa số là con máy hết, tại vì con máy nó đẻ mà anh chị đã hết đẻ nữa, cho nên là giá trị nó nằm ở con máy hết. Cho nên đa số là em show máy cho anh chị thôi, con trống không có gì để show hết trơn á. Đó, còn đối dòng ví dụ như full red BDS thì em sẽ show trống và show cả máy luôn cho anh chị, bởi vì con máy nó đẹp thì em cũng sẽ show luôn cho anh chị. Đó, chị cứ nhớ là thường BDS là người ta sẽ show trống, còn mà dạng mà ribbon ở ribbon Finsi Red E đồ đó, thì người ta sẽ show máy thôi, người ta ít khi nào người ta show trống lắm, tại vì mấy cái dòng BDS đó thì trống nó, con máy nó hơi xấu, thật sự là con máy nó hơi xấu nhưng người ta ít show lắm. Một cái nữa là đây là một cái dòng mắt đỏ. Ở đây là một cái dòng mắt đỏ, cho nên là anh chị biết là mắt đỏ thì nó hơi khó nuôi một chút xíu. Và cái dòng Red E này là người ta hiện tại bây giờ người ta nuôi rất là nhiều đời, mấy chục đời luôn rồi đó. Thì cận huyết trùng huyết, cận huyết trùng huyết riết rồi. Cái tình trạng mà cái sức khỏe của nó cũng yếu đi, cũng dễ bệnh lắm anh chị, thật sự cái này là cái dòng này dễ bệnh. Và anh chị mà mới lấy cá về á, thật sự anh chị mới lấy cá về thì nó cũng dễ chết lắm. Như em mà lấy cá về mà lâu lâu em không để ý á, em không có kỹ là nó cũng chết như thường luôn anh chị. Nhưng mà anh chị cố gắng làm sao, anh chị nghiên cứu, anh chị chơi cá anh chị nghiên cứu, anh chị học hỏi, cố gắng làm sao mà để cho được cái bài con, thì cái bài con đó sau này nó lên á thì nó đã quen với cái cách nuôi của anh chị rồi, quen với cái nguồn nước và quen với cái cách nuôi của anh chị từ nhỏ rồi, thì anh chị sẽ nuôi nó rất là dễ dàng, thật sự như vậy. Cá mình lấy của người ta về thì nó khó nuôi, tại vì cách nuôi người ta nuôi từ nhỏ đến lớn nó khác, mà mình về mình cố gắng làm sao để mình có được cái bầy con là ok, là mình có thể nuôi được. Còn cái việc mà chết một vài con thì sự là nhiều khi không thể nào tránh khỏi được, dù mình có kỹ cỡ nào nữa thì nó cũng không thể nào tránh khỏi được anh chị. Và cái dòng này hiện tại á, ở thị trường người ta đã làm lên tới Finsi luôn rồi, Finsi tay bấm mà lên full tay luôn. Ở bên Trung Quốc thì nó tay bấm mà tới đuôi luôn á, và nó đã đỏ tới đuôi luôn anh chị. Con cá rất là nhìn rất là kinh khủng, không biết là người ta là có cho thuốc hay gì không thì em không biết, cái đó em không dám nói nha, nhưng mà sự là người ta làm nó kinh khủng lắm. Và ở Việt Nam mình thì là cũng có những người ta làm ra Finsi và tai bê bớm luôn. Ở tai bê nó không có dài bằng Trung Quốc thôi, cũng là tai bê bớm. Thì những con cá đó hiện tại bây giờ là nó rất là hiếm,
và em cũng chưa biết là họ đã thuần được chưa. Kiểu như là ví dụ một bầy nó lên vài con á anh chị, nó chưa có thuần lắm đó, cho nên là nếu như mà anh chị, như anh chị nào mà mua những con cá đó, anh chị phải nghiên cứu, phải cẩn thận một chút. Tại vì nếu mà anh chị lấy về chưa chắc nó đã đẻ được cái con phin si tê bớm mà lên phun lên tai được. Tại vì hiện tại bây giờ nó còn đang hiếm, đang hiếm và người ta cũng đang làm thôi chứ chưa có nhiều đâu anh chị thực sự. Và nó cái độ là thuần của nó thì em nghĩ là chưa có nhiều. Và nếu mà anh chị mua thật sự luôn, cái giá nó rất là chét, cái giá nó từ 3 triệu 5 triệu đổ lên thôi một cặp, rất là chét luôn. Cho nên là em nghĩ là mình hiện tại mình chỉ chơi là kiểu ri bông mà lên phim một chút xíu, tay bơi dài như thế này là ok rồi. Mình đợi khoảng một năm nữa để mà cái khi mà người ta làm nhiều rồi á, và cái giá trị của nó xuống bớt rồi thì mình nên mới chơi, chứ hiện tại thì không nên. Thì clip này em tóm lại chia sẻ với anh chị là nếu mà anh chị mà muốn có cái đề con đẹp, có đề con ngon lành thì anh chị phải tìm được cái người nào uy tín một chút xíu, hoặc là anh chị có điều kiện anh chị hãy đến trại của người ta để anh chị tham quan. Đó, anh chị tham quan và anh chị xem được là cái tỷ lệ nó lên tay nó càng nhiều càng đỏ là càng ok. Chứ và anh chị mà khi mà anh chị ghép chống máy với nhau thì anh chị cứ lựa con nào đẹp nhất anh chị ghép là được. Nó đúng theo cái kiểu hình mà anh chị yêu cầu. Con trống phải đẹp, con máy phải đẹp thì bố mẹ đẹp thì sẽ coi cho cái đứa con thì sau này nó sẽ đẹp thôi. Nó như là con người mình cũng vậy, như chồng đẹp vợ đẹp thì sẽ cho cái đời con, cho đứa con nó sẽ đẹp.